Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Trung. Mình làm kênh để chia sẻ kiến thức về rượu và phát triển các loại đồ uống liên quan đến rượu. Merry Christmas tất cả mọi người, đêm nay là Giáng sinh rồi đấy, các bạn đã chuẩn bị xong hết chưa nhỉ? Có bao nhiêu bạn đã làm thử món mơn quay mà video trước mình hướng dẫn rồi? Hãy để lại cảm nhận ở phía dưới phần bình luận nhé. Còn với những bạn mà chưa xem thì có thể click vào link mình sẽ để phía bên trái của màn hình này nha. Hôm trước thì mình đã giới thiệu các bạn một món đồ uống nóng rồi đúng không? Vậy thì hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn một loại đồ uống lạnh nhé. Đó chính là eggnog. Đây là một món đồ uống truyền thống dành cho Giáng sinh tại các nước như là Canada, Anh hay Mỹ với lịch sử rất là lâu đời rồi, từ thế kỷ 17 cơ. Chỉ với trứng, kem sữa và một chút rượu là các bạn có thể làm được một món đồ uống siêu ngon dành cho Giáng sinh rồi. Chúng ta có thể tìm được vô vàn cách làm eggnog ở trên mạng, nhưng mà tin mình đi, cái công thức mà mình sắp chia sẻ đây là cách làm ngon nhất mà mình từng thử từ trước đến nay luôn. Ok, chúng ta hãy cùng bắt tay vào làm luôn nhé. Intro. Đầu tiên tách lấy hai lòng đỏ trứng. Lòng trắng các bạn đừng vứt đi nha, chúng ta sẽ để tạm qua một bên đã. Sau đó mình đánh lòng đỏ về máy đánh trứng trong khoảng 1 phút, đến khi lòng đỏ chuyển màu nhạt hơn. Rồi cho thêm 30ml siro đường đen. Cách làm siro đường đen thì rất là đơn giản thôi, mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả nhé. Nếu dùng đường hạt thì các bạn dùng khoảng 2 thìa, tương đương với 25g. Lưu ý chỉ cho một chút, chia làm nhiều lần. Kết hợp đánh cho tan đều ở tốc độ thấp, đến khi lòng đỏ trong bông mịn là được. Tiếp theo là cho thêm rượu vào nha, định lượng thì có thể tăng giảm tùy theo sở thích nhé. Mình sẽ dùng 120ml whisky, đối với mình như vậy là vừa đủ để whisky có thể tạo được điểm nhấn mà tổng thể không bị quá nặng. Các bạn có thể thay thế bằng rum hay là cognac cũng đều rất là tuyệt vời nhé. Cho thêm 120ml sữa tươi không đường nữa. Tiếp đến là một chút bột nutmeg, nhục đậu khấu. Các bạn có thể dùng loại xay sẵn nha, nhưng mình luôn ưu tiên loại tươi này hơn. Một chút bột quế giúp bổ sung hương thơm, vị cay ấm nhẹ. Cho thêm 1/2 thìa cà phê vanilla extract, tương đương với 2,5ml. Nhỏ thêm 4 giọt dung dịch muối, như vậy là vừa đủ. Các bạn yên tâm, từng đó sẽ không đủ làm mặn đồ uống đâu. Một chút muối sẽ giúp đẩy mạnh tất cả hương vị tuyệt vời mà chúng ta đã cho vào. Giải thích một chút về saline solution, đơn giản đó là dung dịch muối nha mọi người. Mình pha loãng theo tỷ lệ 2 phần muối và 8 phần nước. Mục đích của việc pha loãng muối với nước này là để giúp chúng ta có thể căn chỉnh được chính xác định lượng muối cần cho vào. Vì chỉ cần dùng rất là ít thôi mà. Nếu mà dùng muối hạt ấy, việc cho quá tay dù chỉ là một chút sẽ khiến cho thành phẩm bị mặn, đem lại cảm giác khá là khó chịu nha. Nên lời khuyên của mình là đối với đồ uống, chúng ta nên dùng dung dịch muối nhé. Tiếp theo, trộn đều cho các nguyên liệu hòa quyện lại với nhau rồi để tạm sang một bên đã nhé. Mình sẽ dùng máy đánh trứng tiếp tục đánh 180ml kem tươi trong khoảng 5-10 phút, đến khi kem đạt độ bông mịn là được nhé. Ở đây mình dùng loại kem có đường nha. Nếu bạn sử dụng loại không đường thì sẽ cần tăng lượng đường trong phần lòng đỏ trứng nhé, từ 25g lên thành 75g. Khi mà kem bông lên như vậy là ok rồi này. Đem trộn kem với hỗn hợp rượu và lòng đỏ trứng chúng ta đã chuẩn bị trước đó. Khuấy cho đến khi chúng trộn đều với nhau. Về cơ bản là đã hoàn thành rồi đấy. Các bạn có thể múc ra ly và chỉ việc thưởng thức thôi. Cá nhân mình thì sẽ làm thêm một bước này nữa. Đó là tận dụng số lòng trắng trứng thừa này, cho thêm 1/8 teaspoon cream of tartar. Loại bột này có tác dụng giúp lòng trắng trứng đánh dễ bông hơn, bọt sẽ cứng hơn và không bị vỡ. Sau khi lòng trắng trứng đạt đủ độ bông mịn là có thể trộn với thành phẩm lúc trước. Như vậy vừa tiết kiệm được số lòng trắng trứng, vừa bổ sung thêm được cho ly cocktail độ bông, xốp. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong mấy eggnog rồi. Các bạn có thể đổ vào lọ bảo quản trong tủ lạnh trong khoảng 3 ngày. Khi nào dùng chỉ việc múc ra ly, rắc một chút nhục đậu khấu lên trên bề mặt để trang trí cũng như là tăng hương vị, kèm theo một thanh quế nữa. Việc cuối cùng là thưởng thức bên cạnh người thân của bạn thôi. Bây giờ thì mình sẽ uống thử nhé.
Mình có thể cảm nhận được rất là rõ ràng hương thơm của quế và nhục đậu khấu kết hợp cùng với cả whisky, đi cùng với cả sự ngậy béo từ trứng và kem sữa. Việc các bạn đánh bông kem và tận dụng số lòng trắng trứng đem lại một kết quả rất là tuyệt vời, mềm, bông mịn, cảm giác như là đang ăn kem vậy. Đây chính xác là các bạn đang ăn cocktail chứ không phải là đang uống nữa. Thực sự là siêu ngon luôn. Hãy làm thử và thưởng thức bên cạnh người thân và bạn bè nhé. Chúc các bạn có một dịp lễ Giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu. Mình rất là thích nó, hy vọng các bạn cũng vậy. Nếu thấy hay thì đừng ngại ngần chia sẻ cho bạn bè nha. Đừng quên theo dõi cũng như ấn nút chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất về những video tiếp theo của mình. Mình sẽ ra video mới vào mỗi thứ sau tuần. Mình hãy đón xem nhé. Và mình là Hải Trung.